Trong lớp học không chơi cũng chẳng nói chuyện với ai, sách vở soạn ra cũng chẳng muốn đọc, năng lượng mệt mỏi của ngày thứ hai tự tạo cho mình một cái vỏ bọc, thế giới bỗng nhỏ gọn trong lỗ tai và đam mê vẫn là người bạn quen thuộc. Tôi lại viết dù bài tập đã tới deadline. Bay 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 trên cao cao, hôm nay tôi buồn làm sao, melody vang bên tai một điệu nhạc cứ nghe hoài, văn hay sinh tin hay anh, không tin cũng chẳng cần anh, la 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 la. Việt Nam 20 tháng 11 sắp đến gần, thử nghĩ xem món quà gì đặc biệt vì mỗi năm chỉ có một lần. Ai viết tặng cô một bài hát mới, món quà mang giá trị tinh thần, để sau này cô sẽ luôn nhớ tới lớp mình như một gia đình đầy ắp tình thân. Mây bay bay trên cao cao, hôm nay yêu đời làm sao, melody vang bên tai một điệu nhạc tôi thích nghe hoài, đưa hai tay giơ lên cao, baby follow me now, la 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 la. Yo, everybody, are you ready? Come on! 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4 up, 4 với 1 là 5, 5 ngón tay put chen rắc pin gì em. Em yêu môn xanh như là cây, yêu khí CO2. Em yêu môn văn như là Romeo yêu Juliet. Em yêu môn anh như là I love you baby. Em yêu thầy, em yêu cô, em yêu trường lớp bạn bè. Em yêu môn toán.